Hello, xin chào anh em. Chào mừng em quay trở lại với video của mình nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ vào chơi cũng như là kiếm tiền trên tựa game Cao Win này. Ok, hôm nay thì mình sẽ vào chơi bắn cá tiếp này. Hôm nay vốn 10M và bắn cá luôn. Mắc súng luôn. Hôm nay chơi xanh 9 nha. Nếu hôm nay may mắn thì lên được, mà không may mắn thì chấp nhận thôi. Này chơi liều bạo X4 đi anh em ơi. Này chơi bắn bạo X4 này. Đủ, bay mất gần mở rồi. Nói chung bắn bạo X4 là tốn máu lắm nhỉ. Nice. Uy tín đấy. Uy tín đấy anh em ạ. Bắn bạo X4 là uy tín đấy. Lãi mờ rồi nha. Đấy, nổ tiếp mờ nữa này. Bắn tốn máu lắm anh em ạ, bắn X4 này. Dây này không nổ rồi. Trò bắn cá trong Cao Win nó cũng ảo lắm. Ok, bao nhiêu đây, lại tiếp tục 1-2 tiếp. Của ông nào đây, của ông nào đây? Ôi giời, của cái ông kia anh em ạ. Tiếc nhở. Tự dưng này là đòi bắn chung à? Của ai đây? Rồi, của mình nha. Bắn tiếp con cóc này với con cá chùm này đi anh em. Ông kia đang cố gắng ngoánh con cóc nha. Mình sẽ quay... Ồ kìa. Tôi quay về bắn bạo X2 đi anh em. Hay là bắn không bạo xem nào. Tại vì thật sự với anh em, nếu mà bắn không bạo thì cũng quá là đen luôn đấy. Thôi được rồi, lãi 1M là được rồi, giờ sang chơi trò khác anh em ạ. Lãi mở giờ sang chơi trò khác. Giờ sang chơi Sick Boy đi cho dễ nhỉ. Ta sẽ sang chơi Sick Boy nhá. Ok, có vẻ như sẽ chạy 1-1 này. Ôi giời ơi, bám lẻ đi anh em ơi. Cày thế nhờ. Rồi ok, tên này test nha. Đéo oánh được nữa anh em ạ. Đéo tao oánh lẻ nữa. Vẫn lẻ này. Vẫn bệt này. Đấy, cầu xấu nha. Cầu này cầu siêu xấu. Thật sự anh em gặp bệt là cầu siêu xấu. Một chắn này. Một lẻ này, đánh luôn một chặn tiếp này. 1M thôi. Rút kinh nghiệm cái pha lúc nãy. Đấy, ok chưa. 300k oánh lẻ tiếp. Ui, ra hai chặn. Test nha. Chặn tiếp này, 3 chặn rồi. 3 chặn một lẻ này. 2 lẻ này, đánh chặn tiếp nha. 3-2-1 lùi. Hợp lý ngay đúng không? Hợp lý ngay, test tiếp. Cứ test cho chắc ăn anh em ạ. Chặn tiếp này. Lẻ này. Tay này khó rồi.
chặn tiếp này. À, cầu chạy 1-1 anh em ơi, quánh về lẻ này. Uầy, ra chặn. Đang chạy 1-1 ngon, tự dưng lại bẻ thế nào nhỉ. Ra lẻ này, đây, quánh chặn nữa là ngon đấy, 2M. Cầu 1-2-2-1 à. Cậu ảo thế nhờ. Ảo quá anh em ạ. Mẹ nó cay đấy nhờ. Thế là cầu 1-2-3-1 này. Nếu mà đúng thì nó sẽ về lẻ nha. Đúng thì tài này sẽ về lẻ. Đấy. Thấy chưa. Test tiếp. 2 lẻ rồi. 2 lẻ rồi, test tiếp đi. Nó chưa lộ cho quánh được nha bạn. Chặn này. Chặn tiếp này, cầu 1-2-2 rồi, ta đánh với lẻ này. Vẫn chặn à. Bệt rồi. Bệt rồi anh em ạ. Chưa biết bệt bao nhiêu tay nhưng chắc chắn là sẽ bệt này. Tay cuối này. Đúng tay cuối mới không lên được anh em ạ. Đúng tay cuối mới không lên được kìa. Tiếc chưa. Đúng tay cuối đã không lên. Sợ thật. Hai chặn. Bắt lẻ đi. Đúng rồi đấy. Thêm tay lẻ nữa là hợp lý đấy. Cầu này đẹp đấy. Ok, vậy tay chốt về chặn rồi. Vẫn không được anh em ạ. Chốt tay cuối không được, test đã. Test đã nha. Không lên được 12M đâu anh em ơi. Này nó không cho mình lên 12M rồi. 2 chẵn này. Cầu 1-2-1-2 này. Cầu 1-2-1-2. Bây giờ mình sẽ test đúng một tay nữa thôi. Để có thể chốt cầu nha. 2 lẻ rồi. 3 lẻ rồi. 1 chẵn rồi. 1 chẵn tiếp rồi. Tay đánh chẵn nữa là đẹp rồi đấy. Vẫn về lẻ được kìa. Cầu chịu à. Chịu quả cầu này anh em ạ. Đấy. Chịu quả cầu này luôn. 200k bắt chặn tiếp một tay nữa là hợp lý rồi. Uầy. Tốt rồi, nghỉ nha anh em ơi. À, lên 12M rồi. Téo rồi anh em ơi. Ok, video này mình sẽ dừng lại ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.